Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mới đó mà đã hết một năm 2020 rồi, thì chúng ta mới vừa ăn Tết Toi xong, thì chỉ còn một tháng nữa, đó là đã đến với Tết Nguyên Đán của chúng ta. Nhân dịp Tết Nguyên Đán thì Nghĩa Hà Phúc có tặng cho tất cả mọi người. Thì và cái túi này đây là túi cách nhiệt nha, đó là túi cách nhiệt. Thì bên trong nó đang có những cái phần thịt rất là vô cùng hấp dẫn luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người cùng xem. Đó là cái phần thịt kia nha. Đây. Đây. Túi này đang có một coi là đang một coi thanh bò nha mọi người, thanh bò sông khói. Còn mình sẽ tới hồi mở thêm túi này. Thì túi này nó có một cục là bát giò sông khói và một chai nước sốt phô mai cay. Hiện tại bên mình đang có chương trình khuyến mãi, đó là mua một combo ba sản phẩm như thế này. Đây, đó là thanh bò sông khói, bát giò sông khói và sốt phô mai cay để ăn kèm với hai loại thịt này nha. Thì khi mà chúng ta mua combo về ba sản phẩm này thì mọi người sẽ được tặng là một cái túi cách nhiệt như thế này, vô cùng nhỏ nhắn và xinh xắn luôn nha. Cái túi này tuy nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nó có bỏ lắm đó. Mục đích của nó là để giữ nhiệt thực phẩm đó. Thì bên trong của nó là nó có những cái nàng cách nhiệt như thế này, này. Đó. Túi này cũng vậy. À, bên trong nó có những cái túi cách nhiệt như thế này, này. Mình sẽ nói về cái sản phẩm, bộ ba sản phẩm này nha. Đây, thì mình để hai cái sản phẩm này qua một bên. Đầu tiên mình nói về thanh bò. Thì đây là một cái thanh bò sông khói. Đó, được sản xuất bởi nhà máy Con Heo Vàng. Thì cái con thanh bò này nó được hút chân không rất là kỹ và nó được cũng là bọc được những cái dây sợi chỉ như thế này để nó cố định hình dạng của con bò để chúng ta hình dạng nó được đẹp hơn, nó tròn ở đây như thế này đó. Thì con bò này có khối lượng là 1 kg. Thì con bò này đã được chế biến sẵn rồi nha mọi người. Việc chúng ta mua về thì chúng ta chỉ cần cắt cái bao bì này ra và cắt thêm một cái lốt, đó là những cái sợi chỉ này, và chúng ta chỉ cần dùng thôi. Thì tùy vào cái sở thích dùng của mọi người mà chúng ta có thể cắt những cái miếng bò này tùy theo ý thích của mọi người. Thì miếng bò này với cái lát cắt như thế nào để ngon á, thì mọi người mua về thì mọi người chỉ cần cắt những cái lát mỏng 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 như thế này và mọi người tắm với cái sốt phô mai cay này thì nó rất là ngon. Thì khi chúng ta mua về thì chúng ta chỉ cần rã đông ra và dùng với cái sốt này thôi, mọi người không cần phải chế biến gì thêm nữa đâu. Thì là bắp giò heo. Thì bắp giò heo này thì nó cũng được hút chân không rất là kỹ và nó cũng được bọc một cái lớp sợi chỉ như thế này để cho nó định hình cái bát giò heo. Cái phần bát giò heo này thì cái đặc trưng của nó là nó có một cái lớp da giòn mỡ, lớp mỡ bên trong rất là mỏng thôi, và nạc của nó rất là thơm vì thịt sông khói nó được tẩm ướp và chế biến sẵn rồi. Thì bát giò heo thì về phần bát giò heo thì nó đang mở phần bát giò đó mọi người. Thì mọi người nghe cái tên bát giò heo sông khói thôi mọi người đã biết là cái phần này là phần nào rồi đúng không? Đó. Còn cái thanh bò này cũng vậy. Thì cái phần thanh bò này đó là cái phần thanh bò mà cái con bò nó ít vận động nhá, và nó đã được sông khói lên, thì cái thịt này lúc mà chúng ta dùng thì cực kỳ mềm luôn. Và phần thịt này là nó không có mỡ nha, nó chỉ có những băng mỡ li ti thôi, nên là cái coi thanh này nó rất là mềm và nó thơm. Đặc biệt là cái coi thanh này rất là ngon nha, nó có một cái độ béo và cái độ thơm của thịt sông khói á mọi người. Và để ngon hơn với cái bộ hai sản phẩm này, cái bộ ba sản phẩm này mà nó ngon á, thì không thể thiếu với đó là sốt phô mai cay của nhà máy Kibi. Thì Kibi là một thương hiệu của Nhật Bản và nó được sản xuất ở nhà máy Việt Nam mình. Thì bên mình cũng có tặng kèm, thì bên mình cũng có bán cái những loại sốt này để dành cho những cái thích hợp những cái món ăn. Thì cái sốt này thì nó có thành phần của nó là có mù tạt này và những cái phụ gia khác như là đường, dầu này, ớt này, thì nó được tăm ướp, nó được pha trộn một cách hợp lý trong cái chai sốt này. Đó, nên là cái sốt này nó có cái bộ độ cay nồng. Thì lúc chúng ta mà chấm với hai cái loại sản phẩm, bộ hai sản phẩm này thì cái thịt nó rất là ngon, và cái điểm ngon của nó thì không thể thiếu được với cái sốt phô mai cay này. Nên mọi người phải, cũng nên thưởng thức qua với những loại thịt sông khói và những cái loại sốt đặc biệt như thế này nè. Đó, thì cái chai sốt này là của Kibi, còn cái hai cái cục sản phẩm, còn hai cái bộ hai sản phẩm là bắp giò heo sông khói và cái thanh bò sông khói này, đó là của nhà máy Con Heo Vàng. Thì mọi người chắc cũng biết qua cái nhà máy Con Heo Vàng và thương hiệu Kibi rồi đúng không? Chúng ta mua một bộ combo bao gồm ba sản phẩm này thì mọi người sẽ được tặng những cái túi xinh xắn nhỏ nhắn như thế này. Thì tùy vào sức của mọi người mà những cái bên mình sẽ có những màu sắc khác nhau. Ví dụ như mọi người đặt sớm á, thì mọi người có thể chọn những màu sắc mà mình yêu thích.
Ví dụ như mình thì mình thích màu hồng, thì mình đang làm cái clip màu cái túi màu hồng như thế này, thì có mọi người có thích màu khác, ví dụ như màu vàng này, màu đỏ hay là màu xanh, thì mọi người có thể đặt sớm cũng như là mọi người nhắn qua cái những bạn order, thì những bạn order sẽ biết là mọi người thích màu gì và chuẩn bị cho mọi người những cái túi, và chuẩn bị cho mọi người một cái túi nhỏ nhắn xinh xắn mà tùy theo cái màu mà mọi người thích đó. Thì với cái túi này thì mọi người không chỉ đựng được thực phẩm đâu, thì mọi người có thể đựng được những vật dụng khác. Như mình thì mình hay là dùng máy quay để quay những clip như thế này, thì mình sẽ dùng những cái túi này, mình sẽ dùng những cái túi này để mình đựng những cái phụ kiện máy quay của mình, để mình quay clip, để mình giới thiệu về những sản phẩm mà bên mình đang cung cấp, cũng như là mình quay về cuộc sống hàng ngày của mình. Thì nên là mình sẽ dùng những cái túi này để mình đựng những cái phụ kiện đó. Còn mọi người thì mọi người có thể dùng cái túi này, thì mọi người có thể mua thực phẩm về, mọi người dùng xong mọi người có thể lấy cái túi này mọi người tặng cho cháu hoặc là em mình đó. Thì những bây giờ mình sẽ bỏ hết cái bộ sản phẩm này vào túi để xách thử cho mọi người xem là cái túi này nó có tiện như thế nào nha. Thì là bên trong rất là rộng luôn nha mọi người, nó cực kỳ rộng luôn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô nha. Đầu tiên mình bỏ cái cục thành bò vô trước đi. Đầu tiên bỏ cục thành bò vô, thành bò thì mình chắc mình trải nằm xuống cho nó vừa. Rồi tiếp theo là cục bắp giò heo. Bắp giò heo thì mình cũng để ngang qua thôi đó. Rồi mình để một cái chai sốt vô, để phút vô xong mọi người chỉ việc kéo lại thôi đó. Mọi người kéo lại xong đó, rất là tiện đúng không? Mọi người có thể xách đây nè, tung tăng mọi người xách những cái túi này về, mọi người tặng cho gia đình chúng ta, hoặc là tặng cho ông bà, hoặc là cha mẹ, hoặc là bạn bè, hoặc là người thân của mình, những người mà chúng ta quý. Hiện tại khi mình đã giới thiệu xong về cái bộ sản phẩm combo Tết bên mình, thì mọi người muốn đặt hàng cũng như xem chi tiết về những cái sản phẩm này, thì mình có thể xuống phần mô tả, mình có để link cái đường sản phẩm cũng như là trang web bên mình. Thì mới đây thì chúng ta cũng đã ăn cái Tết dương lịch, Tết Toi xong, thì chỉ còn một tháng nữa thôi thì chúng ta đã đến với Tết Nguyên Đán của người Việt Nam chúng ta. Thì nên là ở những dịp Tết Nguyên Đán thì mọi người cũng nên có những cái phần quà nhỏ nhỏ như thế này dành cho gia đình, đặc biệt là ông bà cha mẹ mình, thì mình hãy chuẩn bị nhé. Thì mình nên chuẩn bị những cái phần quà nhỏ nhắn xinh xắn như thế này để tặng cho những người thân của mình nha. Thì clip của mình đến đây là hết. Thì mọi người có thắc mắc gì thì cứ để comment bên dưới, bên mình sẽ đọc và giải đáp thắc mắc của mọi người. Thì clip của mình đến đây là hết. Thì xin chào và hẹn lại mọi người ở những clip sau.